Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Lâu lắm mới mà lại ngồi chỗ cũ quen thuộc này ha, đúng không bạn? Cũng lâu lâu lắm rồi. Thì các bạn thấy mình dạo này có khác không? Mặt coi như là tăng thêm vài lạng thịt, vài lạng mỡ, và tóc cũng bắt đầu hoa râm rồi, ngoài năm xịt rồi. Thì hôm nay ngồi chia sẻ với các bạn một chút, bởi vì là cũng có nhiều bạn hỏi mình tại sao lâu lắm rồi lại không quay trở lại làm video. Thì thực sự các bạn mình cũng có rất nhiều nguyên nhân để chưa quay lại làm được, và cuối năm vừa rồi là nhà cũng có chuyện buồn, cho nên là mình cũng chưa trở lại trạng thái cân bằng được để sắp xếp công việc để đi quay làm YouTube. Mình thú thực là mình cũng rất thích làm YouTube, nhưng có cái nào chưa sắp xếp được thôi. Đấy. Thì và cũng có nhiều bạn hỏi và thắc mắc là mình là cái kênh TikTok Nguyễn Xuân Bình Vlog có phải là của mình không? Cũng có nhiều bạn tưởng là của mình, hầu hết là các bạn nhầm lẫn và nhầm tưởng kênh đấy là kênh của mình. Nhưng trên đây mình cũng thông báo rõ với các bạn là mình không hề có kênh TikTok nào. Cái kênh TikTok Nguyễn Xuân Bình Vlog thực chất là có ai đó đã ăn cắp những cái video cũ của mình để đăng lên đó, thì mọi người cứ nhầm là của mình nhưng thực tế là không phải. Các bạn xem lại vào kênh YouTube của mình đấy, toàn là những cái video cũ của mình, mọi người người đó đã ăn cắp và đăng lên đó thôi. Cho nên là nhân tiện đây mình cũng thông báo với mọi người là và để mọi người cảnh giác, là chẳng hạn kênh đó có bán hàng hay là gì đó thì mọi người cũng cảnh giác, và mình không chịu trách nhiệm gì đó trên trên cái kênh TikTok đó. Đấy, thì mong mọi người hết sức cảnh giác. Đấy, và cũng ai mà xem trước cái video trước của mình thì cũng biết là mình chia sẻ là mình mới thả ít cá koi đến gần một năm rồi, gần một năm. Thì vừa rồi là hết sức là buồn vì sơ suất cái máy tạo oxy, cho nên là bị đâm suốt mất gần một lửa, toàn cá koi đẹp thôi, nên là rất là buồn. Thì hôm nay là ông anh cũng gửi chuyển về cho em một ít cá koi gần 20 con. Ô tô vừa trở về thì mình cũng vừa cho xuống bể để ngâm, để cho nó quen với nhiệt độ nước ở bể cho khỏi sốc cá. Thì bây giờ mình mời các bạn ra thả cá cùng mình, thả bù lại. Thực tế là cái bể này cũng nhiều lứa cá lắm rồi. Này bắt đầu bổ sung thêm ít cá nữa mà. Ấy, cá rất là to. To nhỉ. Ui, dọn bể đột biến này. Màu trắng nhỉ? Không, dọn bể đột biến. Đây là mình bổ sung thêm, ông anh mới chuyển về cho hơn chục con nữa, vừa rồi hy sinh mất gần 20 con do sơ suất cái quả oxy, chết mất mẻ cá đẹp.
thu con cá đen đẹp này. Quay sát đây nè. Có một con cá đen. Chấn chặt. Có mỗi một con cá dọn bể màu trắng nhỉ? Vàng. Màu vàng á? Con hai con vàng con to ghê, chuyên vào được mấy cân con đấy? 5 cân gì đó, 5 cân đấy được con kia. Các bạn nhìn lần đầu tiên nhìn rõ con dọn bể nhé. Đột biến. Con cá này đẹp. Bổ sung vừa vặn cái nguyệt quá mất. Rồi là mình ông anh tháo cái máy sục oxy này. Sục oxy này ra này là lúc lắp vào là sơ sót nó bị hở. Oxy nó không sục được. Không cho xuống bên dưới cho nên là chết mất mười mấy con cá đẹp. Đây này. Nhìn con dọn bể, có hai con dọn bể màu vàng rất là đẹp. Chưa có ít dọn bể ở đây vứt đi hết rồi nhưng mà hai con này đẹp này, thả. Dọn bể đột biến. Thả về rác. Sáu cân. Chào tạm biệt mọi người nha.